Hello, chào cả nhà buổi sáng. Thì buổi sáng hôm nay em có hẹn với bạn Hiếu ở Cao Lãnh đi vô cái cầu Tâm Sánh 2 này để trải nghiệm cầu cá tra. Bạn Hiếu nói ở đây cá tra nhiều như mọi người. Giờ mình đã vô tới cầu Tâm Sánh 2 rồi mọi người ơi. Nhưng bạn Hiếu vô sao? Giờ mình sẽ tham khảo vòng vòng khu vực này cái chỗ nào cá nhiều như mọi người. Đây là trên cầu Tâm Công Sánh 2. Xong mà cả nhà tiếp tục theo dõi tiếp cái bữa nay mấy anh em trải nghiệm khu vực này thì có lên được cá tra to không nha cả nhà. Mời cả nhà tiếp tục đón theo dõi tiếp buổi sáng ngày hôm nay. Chút xíu cũng có bạn Hiếu và anh Tuấn vô nha mọi người. Mời cả nhà tiếp tục đón theo dõi tiếp. Ơi lụm rồi cả nhà ơi. Mới sáng là lụm rồi nè. Ui bự. Ừ. Bự nha cả nhà. Ui. Ui nó chạy dữ luôn ơi. Lụm. Ui. Đó, nó chạy dữ. Để coi coi sao. Ui. Ui cá bự cả nhà ơi. Ui, cho nó chạy. Ui, cho nó chạy hồi nó mệt đi tính sao. Qua wow, hên là mình cũng mới lên cọng dây nha cả nhà. Mới lên cọng dây mới. Qua. Wow. Ui. Cần mình là cái cần đúc đó nha cả nhà. Cũng gọi là cũng cái cần này kéo lên cá 2-3 kg cũng bình thường nha mọi người. Con này chắc cũng bự rồi cả nhà. Thường nó chạy nặng hơn mấy con kia nhiều lắm. Tại giờ bên đây mình có mình cũng hơi khó xử lý nha cả nhà. Ôi, anh Tuấn anh chưa vô tới. Ôi, chưa thấy cái đầu nữa mọi người ơi. Ôi thấy cái đầu nó kìa. Ui. Lên mấy lục bình rồi mọi người. Cần đúc á, không là nó nổ rồi á. Vậy sao lên? Nó lên mấy lục bệnh nằm rồi nè. Đúng là lưỡi lớn nhưng mà dây không lớn nha. Tới đây rồi cả nhà ơi. Hỗ trợ một xíu nha mọi người. Tại vì cái máy cũng hơi cũng trọng mọi người ơi. Đó kìa. Ui vô tới đây rồi mọi người. Hả? Được ạ. Ui. Lắm nha mọi người. Đây nè, mình thấy đuôi rồi nha mọi người. Sao mà sâu không biết. Ui. Chưa lên được nữa mọi người. Nước nó hơi sâu quá mọi người. Lên hả? Cái đầu
con đầu tiên của mình nha cả nhà. Ui. Một con cá tra đầu tiên. Đã đã quá đã. Wow, nó dài nha mọi người. Rất là dài. Ui, cuối cùng mình cũng lên thành công con cá nha cả nhà. Hả? Lên hẹn. Ồ. Ui. Mời cả nhà tiếp tục đón xem. Cái này mình nữa mới để xuống chút xíu lụm liền nha mọi người. Mời cả nhà đón theo dõi tiếp cái con kênh buổi sáng mấy anh em trải nghiệm tại đây nha cả nhà. Thì bữa nay có Hiếu xuống mất lỗ. Chào anh Hiếu. Chào cả nhà. Chào anh Tân. Ở đâu không thấy luôn. Đây. Ok. Mời cả nhà tiếp tục đón theo dõi tiếp. Mày rồi nha mọi người. Wow, nó rẻ từ nãy giờ không tưởng nó cá gì, lúc phao mấy lần, nhưng mà cá rô cả nhà ơi. Tại trong này cá rô với cá mè dinh. Cá mè dinh cũng to luôn nha cả nhà. Tại hôm nay mùa nước cá nó sẽ dạt về những cái điểm lục bình này nè. Rồi bạn Hiếu lên con đầu tiên là cá rô nha cả nhà. Mà cả nhà tiếp tục đón theo dõi tiếp mấy anh em trải nghiệm một buổi sáng hôm nay ở tại cầu Tân Xính 2 này coi có được thành quả cá to không nha mọi người. Hy vọng là sẽ lên được vài chú cá tra to. Mà cả nhà tiếp tục đón theo dõi tiếp. Nghe bạn Hiếu nói là cái cục lục bịch này buổi chiều á, cá nó lên dữ lắm nha cả nhà. Nó lên nó đội lục bình nhìn thấy mê lắm á. Nên bạn Hiếu rủ mấy anh em sáng nay vô trải nghiệm đây. Sáng mình là của cái bãi trước này nó lên được con bự mọi người, nên nó động á, sẽ di chuyển ra đây nè. Ngoài này toàn là nước không mọi người, mới đi trên cỏ mới ra được nha cả nhà. Rồi mình xuống tiếp lỗ này cả nhà, mời mọi người tiếp tục đón theo dõi tiếp cái lỗ thứ hai có lên được con cá nào không nha cả nhà. Mời mọi người đón theo dõi tiếp. Bạn Hiếu dính con nữa mọi người ơi. Chừng nó lâu vô cây á. Cái cha hay cái gì? Dạ. Thấy không? Quá. Nhỏ hả? Ký không? Đừng ký không Hiếu. cái cần câu của bạn Hiếu cũng hơi nhỏ mọi người. Rồi bạn thục trở lại lôi nắm dây lôi vô luôn à. Thấy con cá chưa? Con kêu câu rồi. À Hiếu lên đường con cá cha nha cả nhà. Ok. Rồi bạn Hiếu có thành quả nha mọi người. Tại buổi sáng hôm nay thì vô đây thì bạn Hiếu cũng được con cá tra. Em cũng được con cá tra, những còn anh Tuấn ấy mọi người ơi. Anh Tuấn chưa có. Mà cả nhà tiếp tục đón theo dõi tiếp. Một chút xíu mấy anh em có lên được cá lớn không nha mọi người. Mời mọi người đón theo dõi. Bãi này quá lý tưởng mọi người ơi. Dính nữa rồi mọi người ơi. Cá này chắc nhỏ hơn cá hồi nãy rồi cả nhà. Ui. Lên chưa được nha mọi người. Ui, cũng trọng. Ui. Chết nè. Vô lùm rồi. Đây đựng con nữa mọi người ơi. Ui, con này cũng trọng lắm nha cả nhà. Đây mình phải tìm cách gỡ mọi người ơi, tại vì cái rộng nằm đây nước không à, không thả chỗ nào được hết á. Tiếp tục là một con cá tra. Con này cũng trắng tươi mập lù nha cả nhà.
mời cả nhà tiếp tục đón theo dõi tiếp cây mấy anh em trải nghiệm chút xíu nữa cây còn ăn không nha mọi người, mà mọi người đón theo dõi tiếp. Còn ăn không Hiếu? Là cái trái này trái gì quá chừng luôn. Cái cây này cái kêu bằng cái tên cây gì mà trái đẹp ghê luôn mọi người. Chắc là ăn không được. Mà cả nhà tiếp tục đón theo dõi tiếp. Anh Tuấn quăng cần mãi dính con cá tra rồi mọi người ơi. Nó chạy cũng nghe cái đùng nó cũng bự đó nha cả nhà. Đây. Ui. Xả ben không chờ. Xả ben nha. Vô. Ui con bự. Ui. Ui bự. Mấy lưỡi à? Chắc hơn chắc lấy cái lội xuống. Đây. Sâu cái nó nè mọi người, cạn cái đâu sâu. Ui. Nắm cái lục bình nắm gị vô là được rồi. Đó lại vô rồi. Ui, thấy cá rồi cả nhà. Ui. Wow. Ơi đừng có gị vậy. Lâu nguyên ề lên luôn chứ đừng có gị lưỡi cao nó sức. Thành quả của anh Tuấn sáng nay. Đẹp quá anh ơi, đừng con cá to anh ơi. Thằng con tôi nãy cỡ luôn á, to nha cả nhà. Quá im. Ok anh cho anh chụp tập quả của anh Tuấn sáng nay. Rồi gỡ đi anh. Nút con lưỡi hay gì á? Có. Nó dính lắm á. Ui cái màu đã nó kêu phải ẹt. Sáng hai anh em làm được làm được cặp này là cũng ok lắm nha mọi người. Dung tay, nó giật dữ không? Ủa, đằng đó nó còn vọng quá chừng của mình đó. Dính trên này không nào, nó không gỡ nào. Ủa, cái mép con cá này nó dày sao gỡ nổi. Nhưng mấy con cá nhỏ nhỏ, cái mép nó mỏng, mọi người nó dính, nó còn giật sức chứ. Còn mấy con càng to, cái mép nó dày lắm. Nên nó không sức nổi. Vô đi thùng đi. Vô, nó dư khúc luôn, yếu trời, trang cá tôi luôn. Nó dư khúc, bẻ đuôi vô mới được. Mà cả nhà tiếp tục đón theo dõi tiếp cái ảnh xuống lại vòng vòng cái chỗ này nha, còn cá lớn không nha mọi người. Mà cả nhà tiếp tục đón theo dõi tiếp nha mọi người. Đấy nó đang rỉa nhưng mà chắc cá nhỏ cả nhà ơi. Vẫn còn đang còn rỉa nha mọi người. Mất phao một cái mới giật được cả nhà. Tại mình câu cái phao lớn đó mọi người. Nên hả phải mất phao mới giật mới dính. Còn rỉ nhẹ nhẹ là chỉ cá nhỏ thôi. Mất cái lỗ quá đẹp luôn mọi người. Mình câu phải nó nằm ngoài xa nó mới có được cá lớn nha cả nhà. Mình câu theo mé cá nhỏ nhỏ không. Cá ăn này cũng là cá nhỏ nha cả nhà. Nhịp phao không mà nó không có rút được mọi người. Phao nổi nha mọi người, làm mình không giật được luôn. Mà cả nhà đón theo dõi mình canh nó nha cả nhà.
Thì giờ này cũng trời mưa, chỉ mưa quá mọi người ơi, cũng xin kết thúc clip về nha cả nhà. Tại vì nếu như mưa mấy con đường này ra không có được cả nhà. Thì ngày nay hai anh em câu nè, mỗi người được con nha cả nhà. Được cặp cá tra lớn nè. Đã. Hai con. Thành quả của ngày hôm nay là chỉ được hai con nha mọi người, những con nhỏ đó. Thì giờ này em cũng xin kết thúc clip về mọi người ơi. Hẹn mọi người một clip tiếp theo. Tại lúc này trời mưa bão quá nên không có đi săn cá thác lát được nha mọi người. Chỉ có đi mấy cái điểm câu cá tra thôi. Còn cá thác lát phải qua bão mới đi được mọi người ơi. Mấy bữa nay cũng toàn là săn cá tra không à. Bữa nay thì cá ít nhưng mà được một cặp cá lớn. Rồi giờ này xin kết thúc một clip của ngày hôm nay. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người một clip tiếp theo. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà. Bye bye anh Tuấn.